Làm gì à? Tôi khóc Làm gì khóc? Coi cái live stream của chị Ve xúc động quá khóc Làm gì xúc động khóc? Trời đất ơi bà không nghe gì hả? Bà không câu gì hả? Không Tôi nói thiệt bà giờ tự nhiên cái tôi thấy tôi hối hận quá Thế dạ? Thương chị Ve ấy sợ luôn Rồi 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 Tôi không có quay xe Tôi không có quay xe nghe Chứ không quay Nhân, đầu nhưng quay nhưng hả? Không có quay đầu luôn đó Nhưng mà tôi nói bà nghe vậy Chứ sao? Bà quên nói giờ chào quý bà con cái bà Vợ chồng Tâm Phát TV à, Xin chào tất cả quý bà con rất vui được gặp lại quý bà con cô bác trong cái video mới nhất ngày hôm nay ừ. Ngày hôm nay em báo cáo cho quý bà con mình một cái thông tin mà em nói Tôi nói thiệt với bà, bà nghe xong bà khóc 8 ngày 9 đêm mà bà chưa có hết nước mắt Rồi ừ, khóc dữ vậy không? Rồi giờ không nói dài dòng bây giờ tôi với bà vô liền cho ừ. quý bà con mình nghe Hôm qua, ừ. tôi tình cờ tôi lướt lướt ở trên Facebook á ừ. Tôi thấy chị Ve yeah. yeah, Chị lại tìm với cái cái, à, cái thằng Lu Lu Cao à. Trời đất ơi, chỉ thang một câu mà tôi nói thiệt bà tôi mắc gì? cười bà cố luôn biết tháng gì không, gì không. À, em uh, phải mượn tiền ngân hàng em phải mượn tiền ngân hàng à. biết chi không chi? để em lo toan buôn bán chứ giờ khổ quá làm ăn khó khăn và thậm chí mua hàng online đặt hàng mấy shipper lại em có tiền em trả nữa trời đất rồi, ơi tôi nghe cái tôi là... hừ than thấy ghê không tiền mà đợt đợt mà đâu mất tiêu quá rồi ai biết trời đất ơi quý bà con mình nghe chưa Ôi ôi chị Ve hôm nay chị Ve than là chị Ve không có tiền ngân hàng, ông nội ở trên livestream stream luôn. Ừ. Rõ ràng đang tiền quen ngân hàng. Mượn tiền ngân hàng để mà xây sở buôn bán cái quán hủ tiếu bò viên ừ Trời ơi. đất ơi bà thấy tôi khóc không? Tôi khóc đến nỗi mà nước mắt nước mũi nó nó chảy. Trời đất ơi xạo mà em nói thiệt quý bà con mình không thể nào tưởng tượng. Bà thấy rõ ràng không bà ừ. bà, 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 bà 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 vợ Tâm phát. Sao? Trời đất ơi tôi nói cho bà nghe nè. Ừ. Bà còn nhớ cái lúc mà đám tang của cậu không? Nhớ chứ. Chị Ve đứng phát biểu ừ. em á, em mà á, chạy nợ nè chạy nần nè rồi ừ. chạy mượn tiền đứng tiền nằm tiền góp tiền sắp thảm thậm chí em bán muốn bán luôn cái thân ô bại lộc muốn thay bán luôn vàng đeo ở trên thân em ừ. để em lo đám tang cho cậu Trời ơi, em thôi dữ, dữ lắm ừ. rồi rốt cuộc qua đám tang cậu sắm ít hắt xe hơi rồi sao biết gì không <laughs> sao? nó giấu tiền giấu dạng dưới chân gì đó đó nhớ quá luôn giờ tôi hỏi bà như vậy nè, tôi hỏi bà sẵn đây tôi hỏi quý bà con cô bác luôn, Có quý ừ. bà con cô bác tôi nói coi coi đồng tỉnh tôi không? Ừ. tôi nói bà nếu như mà tiền bạc thật sự của bà 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 làm ra đó, ừ. thì tôi dám chắc với bà không bao giờ bà bà đi giấu đúng không đúng rồi đúng không đúng chứ bây giờ tôi hỏi bà tự nhiên giờ tôi 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 tày tiền tiền của tôi mà tôi ví dụ mà có cất thì cất một chỗ thôi đúng không đúng cất gọn trong một chỗ thôi đúng tiền của mình đúng như này mà cất quá chừng luôn ừ tôi nói bà nha công kẹt kẹt nách ô bà lộn kẹt 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 cửa nè kẹt tủ nè ở dưới cái gầm giường gầm giường đó ừ mà tôi nói bà 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 đếm công nhận cái cái tài của bà già bà hay bà năm ừ. bà, 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 trăm ngàn tôi nói bà cá sắp, cá Tháng sắp như luôn. là thẳng băng luôn mà chưa kể vàng đó ừ, đúng, đúng không rồi, đúng giờ tôi hỏi vàng bà cưới vàng cưới của người ta đó vàng cưới ừ. biết là vàng cưới nhưng phải vàng cưới không? Hay biết đúng mà bà có xét nghiệm adn vàng cưới chưa tôi <laughs> nói người cho bà nói vậy đó đây nè tôi nói tiếp ừ. bà nè ví dụ giờ tôi là thằng đàn ông mà giờ tôi giấu vậy bà 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 nghĩ đi tiền đó là tiền tôi tôi làm xấu hay là tôi tiền 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 tôi tôi kiếm tiền châm chĩa ừ đúng không quý bà đúng. con trời đất ơi vậy mà có những gì viên... tiền của mình thì mình giấu gọn thôi chứ đâu mà làm gì tiền y như là nhà ở nhà thuê nhà mướn ừ, thì... ừ mà trong khi đó đó tôi nói bà nghe ừ. đám tang của cậu xong tự nhiên cái nó mua xe rồi nó mua luôn xe hơi là làm sao tôi nói bà vợ chồng mình đi ví dụ giờ tôi với bà đi ừ. tự nhiên hai chồng mình nghèo vậy thấy mụ nội luôn ừ. qua ngày sau cái bà sắm chiếc máy bay chiếc thịt thằng bà đậu trước nhà ừ. tôi nói bà công an tới liền chứ đừng nó nói tới người ta nhìn đúng, đúng, đúng không mình không có thể nào mà mình làm cái gì mà nó mau giàu như vậy đó quý bà con đúng, đúng không vậy mà trên like của chị ta chị ta nói trời đất ơi em mượn tiền ngân hàng em em để em ăn gì xây à, sở rồi tôi nói thiệt tôi nghe xong cái tôi Ồ mà sao chị mượn tiền ngân hàng được vậy xong được bây giờ bà vô bà vô ngân hàng bà mượn bà dai đồ này kia các kiểu được sống được thế chấp chứ thế chấp thì thì đó thì à đúng, đúng 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 hay hay thế chấp vậy giờ tôi hỏi bà chị dây có gì để thế chấp đúng rồi nhà đó à, nhà. À, đó, đúng đó, mà, đúng đó. Mà, Nhà đó là nhà là mua thì đúng. mới có thế chấp được nó lòi ra thêm cái chi tiết đúng với bà con cái mượn ng 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 ngân này. hàng là phải có thế chấp nhà đất mới có mượn ng ngân hàng được chứ từ khi mình mượn giang hồ thôi đúng. không có thế đúng. chấp Tính ra vợ em nó cũng thông minh. Đúng không? nói đúng, nói nó mượn ngân hàng. Đúng mà đúng. Tự nhiên sao? Ủa bà đâu có cái gì đâu mà Chính xác. mượn. Chính xác. Đúng. Đúng không? Mà bây giờ bà nói vậy biết bà có mượn hay không đó hay là bà tào lao. Thì Nhưng mà đó. bà nói cái câu đó hành ra đó. Nó lòi ra nhiều cái chi tiết. Đúng không? Bây giờ tôi nói cho bà nghe nè. Tôi ừ. cũng nghi dữ lắm nghi. Ừ. Nhưng mà cái này cộng đồng mạng ta đồn rất là nhiều mà mình không biết có hay không. Mà cộng đồng mạng đồn là sẽ có đúng cái cái căn mà kêu bằng hiện tại ở bên phú nhận mà lúc mà cô lành còn bán đó bà nhớ không ừ, đúng rồi đúng cái quán rồi. bún bò huế đó đã? người ta đã từng nói cái quán đó đó thật chất ra là anh ve nó đã mua đúng mà nó không phải nó đứng tên em anh chồng đứng anh tên anh chồng chị chồng cái gì mà ở bên chồng đứng thôi đúng, chứ tôi hỏi bà bây giờ cái mặt bằng vậy á tôi nói bà bèo gì bèo nó không phải hai ba chục trai một tháng đúng rồi mà giờ coi chỉ buôn bán vậy rồi tiện đâu chỉ đủ chi phí chứ lo giờ ba phải lo nè cái miệng ăn nè ừ. bà sáu nè ừ ló Bánh canh vịt là chồng ừ, chị nè ừ. bé bé bi, bi bi gì đó mình ừ. không nhắc tên ừ. bé gái ừ rồi chị ghe nó là lấy ừ. coi một hai ba à mấy nha vợ chồng là hết bốn người ừ. đúng không bốn người ừ, đúng. rồi thêm cái thằng lu lu cao đó rồi chưa kể nhân viên nữa, đúng. rồi lâu lâu cái ông quan không văn minh không chạy quá ăn chật cái nữa, đúng, trời đất ơi tôi hỏi bà vậy đó rồi rồi tiện là bà lo đúng, đúng không? Đó. thì có nước là tôi nói thiệt là chỉ có thể là cái đó là cái căn nhà của mình thôi chứ đúng. không đâu đúng không quý bà con? nhưng tại vì người ta làm bất bình phong cho mình thôi, ừ. rồi thêm cái chi tiết này nè, tôi nói cho bà nghe nè, ừ. bà 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 biết cái chiếc xe hơi mà hiệu Kia mà của ông dê không? màu trắng phải không? đúng cái lúc á, mà ở trên qua viên bình dương nó đã từng chạy lên một lần ừ. nó ngồi ở trong xe ha nó mắc kiến đeo mắc kiến rồi à, chụp hình ý, phải không? ừ mà có nhiều người đó người ta đã nói người ta đã tìm luôn ra tới cái anh mà mà ở trong cái sa gum ở gum gì ừ. cái chỗ mà để bán xe hơi đó người ta đã có nói chuyện qua lại nhưng cái người đó, đó người ta không muốn phiền phức với lại trong lúc mà dọn nhà chị hồng loan phát hiện ra cái gì cái bạc trùm luôn á cái bạc thì đó mà cái trời xe trời đất ơi đó. tôi nói bà nghe bây giờ bà không mua xe hơi bà mua bạc về bà làm gì bóng lẽ bà che cầu tiêu hả hả tôi nói bà đúng không trời đất bà nói chuyện y chang mà giỡn chơi á. em không có mua xe hơi em không có mua xe hơi mà em mua cái đồ trùm xe hơi không mà ừ, đúng không lẽ giờ mua chiếc xe hơi để trùm chiếc xe honda trời <laughs> đất ơi tôi nói quý bà con mình đúng mà không có, có đúng không đây nè cái chiếc SH ha bạn biết không esh mà loại tay ga đó thành như cái chiếc SH -H đó là hết y bậy không biết là SH của ý hay là của của hãng việt nam mình không có biết hay là hãng honda ừ. nhưng cái chiếc đó ừ. chị bích trâm đã từng lên mà kêu bằng nói là biết cái chiếc đó trị giá nhiêu không nhiều một trăm cũ đúng rồi SH mà đâu đúng. có phạm vàng mà gì đâu mà mua cái chiếc đó ừ. là mua từ một cái người đồng nghiệp Công nghiệp. đây nè mua cậu lại phải không? mua lại rồi à. bà biết cái gì nữa không sao cái Ủa, tính nói gì quên ta ừ đúng rồi trước khi ừ. trước khi mà đám tang cậu năm có nghĩa là cậu năm chưa mất á ừ. vợ chồng chị Gia chạy cái chiếc xe a Black người ta thường gọi là a lắc A lắc cũ hả? ừ a cũ mới gì mình không biết nhưng ừ. mà nó xe nói chung là xe nó cũng cùi cùi ừ. nó cũng dạng như ra đời mà năm 1900 hồi đó rồi à, à, mà rồi. tự nhiên qua cái đám tang cậu năm cái chạy thác mua xe vậy? hơi tiện đâu ai biết trời đất ơi đó cái điều đó quý bà con mình có thể thấy tôi tức ừ. mấy nhe phanh cuộn nhạo vô gậy nó trời đất ơi ba cái vàng đó thì vàng của vợ chồng ta mắc gì mà, mấy ông cô nội nói đúng nói, nói gì ừ. trời đất ơi phải vàng dòng của vợ chồng đó không đúng không đúng. tôi nói bà đúng không bây giờ nè nếu mà nó nói vàng dòng đó của vợ chồng đó ừ. thì tại sao cái ngày đám tang của cậu nó lên nó phát biểu nó nói là em đã phải bán vàng của em em mượn tiền đầu này đầu kia để làm đám tang cho cậu rồi giờ tự nhiên qua, qua đám tang con cậu rồi không lẽ nó nó chuột rồi hả làm trời gì trời có, đúng, rồi, đúng không đúng quý nha. bà con? Xạo mệt mà... Giấu đầu lòi đuôi của Thì giấu đầu lòi đuôi, đuôi, gó ghen. Nói không cái không? này cái lòi cái kia, nói cái kia cái, cái lội Thì đó mà kia. tôi cảm thấy mắc cười ở chỗ ừ. Trời ơi, cái gì lên trên like ừ. Mà không biết mình, mình không biết nói thiệt Nói chơi thì mình không biết, ừ. nhưng mà nói gì Tôi mượn tiền ngân hàng ừ. Để tôi lo cái xây sở Buôn bán, ừ. xạo bò, xạo ke ừ. Bà nhớ cái chuyện mà làm từ thiện bởi chị Phương Anh chứ tiết lộ không? Sao Đời đất ơi. Thì cái vụ mà mà mà, mà 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 bún bò hồi lúc còn còn cô à, Lành đó. À, 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 à. Người ta mua cái tô bún bò với ừ. cái giá 50 000 à, Nó mua lại cô 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 cô, cô Lành giá 40.000đ. Nay <laughs> 10 10.000 10 10 tô. Ừ. Mà giờ tôi nó bạn trăm tô lại nhiêu? 1.000 tô lại bao nhiêu? 1 triệu tô lại bao nhiêu thậm chí 1 tỷ tô lại bao nhiêu? đúng không trời đúng đất đúng đúng ơi đúng. cô lành cô tức cô chữ mà cô nói trời đất ơi bắt cái hộp tao mua mà tao bỏ tiền tao mua nó còn không mua nó không trả nữa ông nội ơi rồi thêm này nữa nè gì nữa? tôi nói cho bà nghe vụ này nè không biết bà có nghi giống tôi không sao? tôi thấy có vẻ như cái anh mà lưu lưu cao á ừ, ừ. yêu bà ve bà ơi bà nghĩ sao chắc có thể đấy đúng không Thế hai lúc nào cũng người cũng cặp tôi đậu, nói đậu, bà đậu, cặp cả, đậu, cả, cả, trên cả, tình ừ. bạn ở dưới tình yêu đúng không? <laughs> đôi ta trên tình chị em mà ở Được. dưới tình tình cây cà lem ừ, đúng rồi, đúng với <laughs> rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, bà con sao, ít khi nào mà thấy xuất hiện với anh chồng quá ha anh, anh không chồng thấy luôn anh chồng này chắc tôi nghi chắc cũng 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 giống như ông anh hai bong bóng quá vậy. bà bà nghĩ nhưng mà tôi giờ tôi nói thiệt sao kỳ ta cái 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 chuyện của bên gia đình cuộc thịt này tôi nói bà sao nó phức tạp quá. Ừ. Giờ tôi nói bà nghe vậy nè. Đấy. Ví dụ giờ tôi là chồng bà đi. Ừ. À, tôi thấy bà lai chim tấu ngày với cái thằng đó đó, ừ. là tôi nói thiệt bà ngày trước ngày sau là tôi quất nó đó. Đúng không? Ừ. Ví dụ bây giờ bà lai á lâu lâu bà lai một lần. Ừ. Bà lai ngạn bữa tôi nói. Đúng. Còn cái này hình như đa số tôi nói bà thấy, lai suốt luôn. Mà, mà tôi hợp cái đợt nè đợt hợp báo cũng thấy luôn. Đó, thiện, à, đúng không? Mà mà tôi nói bà nghe vậy nè. À nhiều cái dê phanh cuồng vô binh giật cho chị gian vậy. Sao? À người ta lay like tim, tao bán hàng thôi có gì đâu mày nấu gì tào lao mày. À. Đúng, bán hàng thôi. Ừ. Nhưng mà mắc cái gì không lay like tim với thằng chồng lại lay lay tim với rồi. lưu lưu cao. Lưu lưu cao là cái gì trong gia đình đó? đúng không đúng là không gì đúng không gì à? là gì à? ai biết mà tôi nói bà <laughs> ừ. nè cái gì đi chăng nữa tôi nói thiệt ừ. mà nam nữ thọ thọ bất tương thân ừ. đúng không mình là một người phụ nữ ví dụ bà có hai ba đứa con rồi ừ. mà tối ngày bà đi ẹo ẻo đó bà 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 câu bằng sao ừ. tại đó cái đó là tôi suốt bà một cái như tay banh mà suốt vô cầu cầu ngôn cầu trời đất ơi là trời tôi hỏi bà dậy rồi làm ăn vậy rồi anh long bánh canh dịch anh nghĩ sao mà như anh, anh 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 long bánh canh dịch không có tiếng nói trong gia đình đó tiếng nói cái đất uh... thấy học báo học gì hay là bất cứ cái gì cũng không thấy cái ổng ở đó bà coi cái học báo bà thấy đúng, bà đúng, đúng, không? đúng đúng. đáng lý ra cái người ngồi sát bên uh, chị chị Dê đó Ừ, là anh chồng anh chồng đúng còn kế bên đó là, là cô sáu ừ. tại vì nói nào nghe mình hợp báo mà kiểu như gia đình á đúng thì rồi. mình quan ức cái gì mình nói lên đúng. có gia đình ừ. ví dụ như cô sáu là người trong cuộc cô sáu lên tiếng ừ. Ừ. cô sáu khóc cô sáu kể ừ, đâu cũng được đúng, 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 rồi, đúng không rồi, đúng rồi. có đâu mà trời đất ơi chị hay chị thủy hà mã ừ, ừ. thủy hà mã ngồi mặt nồng 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 ờ ừ, heo tay xanh rồi bên kia là lu lu cao. cao rồi nấu gì quý bà con có phải là có tôn trọng khán giả không cái đó tôi nói thiệt tôi bản thân tôi 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 coi thí dụ giờ á à, cô sáu cô lên cô khóc cô làm gì cô khóc đúng, đúng. mình thấy mình còn có gì đó mình gọi là mình xúc động cảm, xúc động xúc mình xúc 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 cảm ừ. còn còn này trời đất ơi chứa gì gia đình gì đâu mà sao lộn sàn ngầu đưa đưa, đưa 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 heo tay xanh lên heo tay xanh. đưa 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 đưa, đưa, đưa lu cao lên nấu 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 gì đó có liên quan tới nhà liên quan đó. gì trời đất ơi là trời vậy em tôi hỏi bà vậy 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 có, gì sao tôi nói cả lắm luôn trời từ từ bà nói đừng có từ từ. ừ thì tôi quên luôn hết chưa thì tôi hỏi bà vậy rồi 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 làm sao mà khán giả người ta tha thứ đúng được. rồi đúng không muốn có gì thì vợ chồng hay đúng, là cái con cái ông, ông ấy dẫn con gái mình lên Thôi, mình đừng nhận em bé là ừ cũng tội nghiệp đi mình thì hả, bà nói... dẫn bà sáu đi ừ. hay là gì chồng với uh, vợ là ba người ừ. ừ đúng rồi thì lên trên đó mình ngồi mình ví dụ, nói có chuyện gì thì mình cũng nói ví dụ khán giả đồng cảm được có khán... đỡ đúng không ừ mà 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 tôi nói thiệt bà nếu như tôi nói thiệt bà tội ừ. nghiệp nói nào ngay ừ. tôi không biết sao chứ riêng tôi tôi thấy đàn ông với đàn ông nhau tôi thấy tôi thấy cũng tội cho anh Long bánh canh dịch mà tội chưa xử á <laughs> thiệt mình đàn ông trong nhà Ừ. ví dụ giờ tôi nói bà bên chồng của chị Gia đâu phải là nghèo ừ. bên chồng của chị ve tôi nói bà đồng tháp á là tôi nói đất đai cò dữ lắm cánh à? cò ba gãi cánh luôn chứ thẳng ừ. gì đó ừ. mà thêm cái nữa. ví dụ giờ mình đàn ông ừ. bây giờ mình về nói chuyện với ông già mình ừ. ê ông già Ô, bà, ông bà là ông ba Tổng ê đó, ba ơi. ba con nói ba nghe vậy ừ. giận vợ con giận dạy nó hết được rồi ừ. giờ con nói thiệt với ba con có tiền con mới có tiền, có tiếng nấu với với bà và vợ con với ừ. với, với, với vợ con ừ. giờ ông cho tôi khúc đất đi chi <laughs> vậy <laughs> tôi bán ra đi tôi xây căn nhà cho vợ tôi để cho nó đựng tăng gia tài đúng không đúng, không tôi được. nói bà đúng không từ khi là tôi, tôi tôi ở bên bà là tôi không có đất thì tôi không không có xin được con <laughs> này đất đai bên chồng thiếu cha gì đúng không, quý bà đúng con đúng. mình về mình nấu với ông già vợ ô ô lộn ông già gục của mình tiếng ừ. mình lên mình cất cho vợ mình căn nhà ừ. mà tôi nói bà dụ giờ cất cho cho về căn nhà mà tôi nói bà ngon lành cành đào đi ừ. rồi giờ đó mình mở cho nó buôn bán gì đi ừ. thì tôi nói bảo đảm bạn ve nó sẽ Thế bỏ luôn mở với cái xong nguyên mở quán cà phê hát cái nghe tôi nói Vậy mà cái gì được tính, à, đó gò ghen không ừ. mà cái này chồng không chịu làm ừ. à, thứ nhất á, là mình thấy cái độ mà kêu bằng à, không lo cho vợ con là thứ nhất ừ, đúng, đúng, đúng chưa rồi cái thứ hai nữa mình làm chồng trong nhà thì mình phải có tiếng nói ừ. đúng không em làm sai gì ừ. cũng như bà 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 làm sai là tôi cho bà ăn dép tổ ong đúng không ừ. còn tôi làm sai bà cho tôi ăn nào cơm điện kiểu giấy ừ. đúng chưa ừ. thì nói nào nghe vợ chồng ừ. với nhau thì ví dụ tôi nói bà có chuyện gì buồn mình tâm sự với nhau còn cái này tôi nói thật với bà tôi thấy lòng bánh canh dịch nó bưng hẩm tôi câu em ừ. cái đoạn live stream của chị ve với anh Lu Lu cao ừ. bà biết chị ve chỉ nói một câu này mà tôi bảo đảm bà tối bữa đó đó anh Long bánh canh dịch quần chị ve nói gì nói ừ. gì nè à, ve nói nha ve nói dạ, nha À, trời ơi nhiều nhiều lần á lưu lưu cao nó kêu thôi chị chị ve ơi ừ. chị Dê để cho em gánh hết đi em 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 chịu hết những cái lời cộng đồng mạng chỉ trích chị để để em gánh cho ok vậy ôi thôi tôi nói bà tôi nghe cái tôi 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 mít đã À. có nghĩa là sao có nghĩa là ý lưu lu lu cao nó đòi là kêu bà đứng ra chị chống gánh, mũi à, gánh hết cho à, chị nghe mà tôi nói bà mắc cái gì gánh là bia đó đạn mà mắc cái gì mắc cái gì chồng mình đâu mình không tâm sự mình gánh ờ à, đúng rồi mà mắc gì lu lu cao vô gánh là sao thì là có cái gì đó trời đất ơi tôi nói bà đúng không trời ơi đừng có nói mang tình chị em gì tình chị, chị em gì em đây nam nữ không qua chị em không ừ. Có tình bạn đâu bà bây giờ nè nói thiệt luôn nè ừ. bây giờ thử thời không có bà sáu ở nhà ừ. không có lông bánh canh dịch ở nhà còn có ai dám chắc với tôi lưu lưu cao với chị Bành thì lê gia không diễn ra cái chuyện gì ghê gớm không đúng không ừ. trời đất ơi bày đặt có gì gánh gánh ông nội tôi chứ gánh. <laughs> gánh trời đất giờ? ơi người ta không ưa là không ưa gia kìa ừ. còn cái những cái thằng lưu lưu cao đó người ta không có cần quan tâm đúng rồi ở đâu mà gánh gánh cái gì thì dù có thì chẳng nữa cũng là ông, anh chồng nó à, gánh thôi mấy đúng, gì mà, mà gánh. đúng không đúng không tôi nói ví dụ ừ. giờ tôi lấy bà thấy anh linh tí không ừ đụng tới vợ mình một cái là anh tung ra một hai cái dòng xì ta tốt cho nó im miệng hết Ê, im hết như vậy ừ. người ta mới là đàn ông đúng. Như vậy là một người đàn ông người ta thương vợ thương con ừ. Đúng chưa? Ừ. Có đâu mà tôi thấy tối ngày anh Long bánh canh dịch chụp hình biết làm gì không? Tập gym không à? Tập tạ nè sao muối nha ừ. cái gì vậy? tập cái à... đó giết tèo hết đó. tèo à ừ tèo, tèo à. à bởi tôi không đi tập là vậy mà tập tèo giết bà chơi à, ừ đúng không, quý bà con ừ. có nghe làm sao tôi thấy không không bao giờ mà tôi thấy cái tình cảm giữa vợ chồng ừ. của Long bánh canh thịt vịt và bành thì lê gia là kêu bằng nó thân thiết cái gì hết trơn không thấy thể hiện luôn không thấy thể hiện ừ. tao uy đất ơi, tôi nói Lạnh bài nhạc như băng luôn á đây nè bà ừ. còn nhớ những cái cái lúc mà chị Gia chỉ đi đồng tháp không ô lộn chứ đi qua pháp chứ diễn không ừ, ừ. tôi nói thiệt bà ví dụ mà tôi có đi lưu diễn bên campuchia đi chăng nữa tôi cũng dẫn bà theo ví ừ, dụ mình bỏ con bên nhà thì nói tại diện nít. có bà có bà ngoại lo đúng hả? có bà ngoại lo ừ. mình đi đâu là phải có vợ có chồng đúng bà hãy anh anh hải chồng chị Loan không ừ. đi đâu cũng chở chị Loan. đúng tôi Đóng nói thiệt nhà bà ta có đứa con luôn đúng vậy đó. cái điều đó tôi nói bà tuy nó nhỏ ừ. nhưng mà nó thể hiện được cái tình vợ chồng ừ. bà lỡ bà có chuyện gì thì có gì có tôi ừ. dù tôi có chuyện gì thì cũng có bà ừ. đó vậy là vợ chồng thấy thương nhau không có đâu mà trời đất ơi vợ đi đi pháp chồng ừ. ra tiễn bày đặt đưa bài nhạc ừ. gì thác đổ cái đất gì tôi nói bà <laughs> mà nhiều khi tôi nói bà nghe ừ. chị long ổ lộn chị chị chị, chị ve chỉ đi vậy á ừ. anh long bánh canh vịt khoái còn mừng nữa phải không biết sao mừng, mừng không? không đi chơi với trai. <laughs> <laughs> đúng không ừ. đúng không, quý bà con trời ừ. đất ơi bên tôi ý gì nữa không hình như hết rồi bà ơi Thôi bây giờ video nó không dài quá quý bà con ơi cũng giờ cũng hết ý nói luôn rồi. Cảm ơn tất cả quý bà con cô bác mình trong mấy ngày hôm qua hôm nay đã có những cái lời bình luận phải nói là cực kỳ dễ thương dành cho vợ với em vợ chồng em xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con thiệt là nhiều đã coi cái video này cùng tới đây cùng với vợ chồng tâm phát rất mong quý bà con cô bác luôn ủng hộ cho vợ chồng em rồi bây giờ video nó đã khá dài cảm ơn quý bà con và cảm ơn thiệt là nhiều đã theo dõi vợ chồng tâm phát còn bây giờ xin phép chào tất cả quý bà con hẹn gặp quý bà con cô bác mình trong những cái video kế tiếp xin chào hẹn gặp lại